À, lớp chúng ta hôm nay vào bài thứ 41 buổi trước thì chúng ta làm về API, chúng ta ghét cái token rồi. Thì buổi trước chúng ta chưa dùng gì đúng không? Chưa dùng cái password nó vào đâu cả. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu sử dụng cái password à, cái token này vào đâu. Thì mỗi lần các bạn mà truy cập vào một cái API ấy, thì nó phải check cái token này. Thì cái việc mà check token này thì chúng ta phải gửi được client lên. Rồi server sẽ là người check cái token đấy. À, nếu mà đúng rồi thì chúng ta mới trả về kết quả, không đúng chúng ta phải trả về lỗi. Thì chúng ta sẽ xem các bước chúng ta làm nào nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái file là startup. Cái file này trước khi chạy vào một cái API nào đấy là chúng ta sẽ phải qua thông qua cái này. Đấy chưa? Thông qua cái này để nó check user. Thì chúng ta sẽ có startup. Đó, lab nhé. Startup. Ta chỉ cần bật cái file ẩn lên thôi, nghiên cứu vào nhé. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta cũng phải sử dụng cái assembly nha, chúng ta phải có một assembly ở đây. Được chưa? Để nó start được cái Owin này. Hôm trước chúng ta đã cài Owin rồi đấy. Không, thì cái này chúng ta phải using Owin lại để chúng ta bật nó lên. Được chưa? Thì cái này nó nhắc cho cái chương trình chúng ta biết là khi mà chạy cái API ấy, thì phải vào đây trước. Cái này rất là quan trọng nha. Uwin startup bắt đầu dùng đến Uwin thì phải chạy cái này trước. Không, nó không vào đây đâu, là không vào đây thì không có ý nghĩa gì đúng không? À, tiếp theo chúng ta sẽ có cái đường dẫn ở đây. Cái type of này chúng ta đưa cái namespace vào. Đây chúng ta sẽ đưa cái namespace vào. Và thực phẩm này chấm app start này. À, chấm startup. Đây có đường dẫn như này. Đây là một cái setup. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái đoạn config ở dưới này. Đấy nhá, config. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có để có những cái bật source. Cái này nó sẽ cho chia sẻ tài nguyên gốc, có nghĩa là cái domain khác nhé, nó có thể truy cập vào cái domain của mình được. Đấy, còn nếu nó không cho ấy, thì chỉ có độ đường cái tên miền của mình. Đúng không? Cái tên miền của API là như thế nào thì cái tên miền truy cập vào phải đúng như vậy thì nó mới chạy được. Thì nó cái này cũng là cái tương đối hay mà nó cũng gọi là chặn tương đối ác ấy. Cái này là bảo mật, mình biết đường link nhé, mình không vào được vì mình khác domain. Thế thôi, đây thì chúng ta sẽ có một cái use call này, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cài thêm cái Owin call nhá, cài thêm cái này. À, cài thêm cái này thì rất đơn giản, các bạn cứ trỏ đây nó bảo cái gì thì cái đấy, được chưa? Thường mọi người làm API đấy, người sẽ làm một cái project riêng. Ở đây thì mình đang làm chung, làm gộp thì nhiều khi nó chồng chéo nhau ấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị thỉnh thoảng nó sẽ phát sinh lỗi. Win.for này thì rất dễ thôi, cài rất đơn giản. Bạn tìm đấy bạn cài là được. Hôm trước chúng ta cũng cài 3-4 cái của Win rồi. Tạo thành một okay, chúng ta cài xong nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào đây, quay lại cái file kia thì chúng ta sẽ nó chạy được rồi đúng không? À, tiếp theo chúng ta sẽ có cái lệnh liên quan đến phần option của cái token đấy. À, chúng ta sẽ có một cái option như này. Đấy chả, nó giống như bài hôm trước ấy. Đấy chưa? Bài hôm trước chúng ta tạo token cơ bản đấy nhá. Đấy chưa? Đấy. Hôm trước là chúng ta tạo token nha. Thì mình sẽ nốt lại ở đây. Là tạo token. T nhá. Đấy chưa? Nó như thế này. Đây các bạn nhìn thấy cái JBT Security này. Đấy, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tạo token bằng cái Owin. Thì xem là có gì khác nhau không, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ using này lại. Đấy, skill out.
thì nó cũng các thông số nó cũng tương tự đúng không? Đấy, tạo đường dẫn này, đấy chưa? Lấy token này, đấy, đường dẫn này thì đi về đâu đấy đúng không? Đi về cái nào? Thì nó thì mình sẽ chỉ nhá. Đấy, thì bắt buộc mình phải có một cái action để trả về. Okay. Là phải đi đúng cái này thì mình lấy được. Nhà đi đúng hướng dẫn này thì nó sẽ trả về token cho mình. Thứ hai là chúng ta sẽ có là thời gian hết hạn của token. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ cộng thêm 10 ngày from đây đúng không? Cộng thêm 10 ngày đấy. Có một cái rất quan trọng là provider này chính là một cái nơi xử lý cái việc là check login. Khi chúng ta có cái token đấy chúng ta gửi đến server và nó check login như nào, login như nào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có một cái hàm như thế này. Đấy chưa? Đấy, cái chỗ này thì nó sẽ là khác. Bài chính hôm nay chúng ta sẽ học cái nào thế này. Đúng chưa? Chúng ta sẽ viết một cái hàm như thế này để chúng ta xử lý nó. Mình cứ để đây đã nha, thì chúng ta sẽ viết này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tạo token nha, chúng ta sẽ tạo token ở đây qua option này. À nhưng nó chưa trả về cái token đâu nhé, bạn hiểu ở đây nó chỉ là option thôi đúng không nhỉ? À, nó định nghĩa tất cả những cái liên quan đến cái phần lấy được token. Thì tí lúc chúng ta phải vào truy cập đây này, truy cập đường link này để lấy này, được chưa? Đấy, còn cái này nó chỉ là ấy thôi, option đâu nhỉ, tí nữa còn lấy token thì nó sẽ tự vào đây, nó sẽ tự trả về. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng cái một cái config HTTP nhà mà chúng ta đăng ký cái config đấy. Nên chúng ta phải đăng ký cái config đấy cho web API nó mới biết được. Bây giờ chúng ta còn nợ hai cái đúng không? Một cái đường dẫn token này thì nó sẽ đi đâu? À, cái nợ thứ hai là chúng ta sẽ cái hàm này thì chắc chúng ta sẽ viết cái hàm này trước đúng không? Tại đây nó không lỗi mà, chúng ta sẽ viết hàm này trước để cho nó hết lỗi đi thì chúng ta sẽ xử lý sau nhé. Rồi chúng ta sẽ thêm một class, đây là class nhé chứ không phải là đúng không? Chúng ta viết thêm class, chúng ta viết đậu được, mình viết luôn ở đây class. Được. Cái class này ấy, thì muốn chạy được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải using chính cái phần authent của nó nha, học viên con thứ win đấy, thấy chưa? Cái này bạn nhớ cái thừa này nha, cái thừa này chúng ta mới có cái hàm để quần đó định nghĩa và chúng ta viết đè lên nha. Thì cụ thể cái hàm của nó sẽ là cái hàm mình override này, override có nghĩa là đã được định nghĩa rồi và chúng ta sẽ ghi đè nội dung bên trong đúng chưa? Ở cái này thì nó viết theo dạng action đồng bộ nha. Bỏ này đi. Rất nhiều đúng không? Nếu mà code khó thì phải using rất là nhiều. Cái này nó sẽ using thêm cái syntax with dùng nhiều ấy đấy, nhiều dùng nhiều theory đấy. Và chúng ta sẽ ghi đề cái hàm request resource out Echo nha. Đấy, hàm này thì nó rất là dài. Tên nó cũng dài nữa cơ. Đây. Tên của lab nó dài này. Đấy chưa? Thì ta sẽ khai báo đây nó là một post. Thì cái này các bạn cũng khá khó là như khó nhớ đấy. Nên là nhiều khi là mình sẽ giải thích cho các bạn thôi và các bạn có thể sau này các bạn thì copy code nhé. Thì có sẽ gửi code thì các bạn sẽ giúp được. Okay. Bây giờ mình check cái gì đúng không? Trong cái context này nó có cái gì đã? Đúng không? Đầu vào nó như thế này. Thì ta sẽ kiểm tra cái context này sẽ có cái gì này. Thì các bạn nhìn thấy là một là nó sẽ có cái username. Đúng chưa? Đấy. Hai là nó có cái gì nữa thì chúng ta sẽ check tiếp đúng không? Trước tiên là có username mình mới check chứ đúng không? Đầu tiên là điều kiện đầu tiên là chúng ta phải có cái username trước. À. Username này. Đây là null đúng không? Tài khoản
Chống đúng không? Lỗi luôn, báo lỗi luôn. Đúng chưa? Báo lỗi luôn. Axin chúng ta mới nguy cơ được nha. Chúng ta bổ sung thêm cái axin này nữa. Cái hàm này nó chạy tự đánh mà. Hàm này này. Bây giờ nó làm cái hàm task này nhau. Thì bắt buộc nó phải chạy axin. Phần đồng bộ và đồng bộ các bạn đọc thêm về tài liệu nhé. Thứ hai là phần mật khẩu đúng không? Mật khẩu không có thì cũng chịu đúng không nhỉ? Không phải biết được. Tuy nhiên thì các bạn không cần thiết check mật khẩu trước, mà chúng ta có thể check nhiều cái lỗi của cái phần tài khoản hơn đúng không? Đầu tiên nhé, chúng ta có thể check luôn cái phần user này đúng không? Xác định user. Ta có những cái map ở dưới này không đúng không? Chúng ta có map tài khoản hay không? Map tài khoản. Chi tiết đúng không? Chúng ta có tên đăng nhập à? Nhập chúng ta sẽ context chấm tên đăng nhập. Username. Và chúng ta hoàn toàn có thể check để xem nó có bị null không? Nhà lưu bị báo lại báo lỗi tiếp nhỉ, tài khoản không tồn tại. Còn rất nhiều gì kiểu check nữa đúng không, có thể check thì nó có active không này đúng không, check nó còn hạn sử dụng không này, rất nhiều cái check, nhưng mà thôi mình check hai cái thôi nhỉ. Xác định user này, ba cái check liên quan đến mật khẩu, ba cái đúng không, mật khẩu. Cái này nếu mà mật khẩu mình mã hóa thành MD5 ấy thì mình sẽ check theo MD5 nhé, còn đây nếu mà nó không phải MD5 thì chúng ta chỉ check bình thường thôi đúng không nhỉ. User chấm mật khẩu này chấm pass này chấm password đúng không, khác bằng cái đầu vào đúng không nhỉ, của con text này chấm password đấy, nó khác nhau đúng không, thì chúng ta sẽ báo một cái lỗi là mật khẩu không đúng chẳng hạn. Thì nó hoàn toàn nó chỉ là cái phần logic thôi. Đấy chưa? Đến đoạn này mà nó không ra đúng không? Không ra ngoài monitor thì đúng là phải xử lý trường hợp đăng nhập đúng không? Đúng. Đăng nhập đúng thì các bạn phải làm gì? Đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ có máy lệnh như sau. Ta sẽ khai báo những cái liên quan đến quyền nha, quyền hạn nha. Đây là đầu tiên là cái loại đúng không, cái loại loại quyền đấy, thì chúng ta sẽ add thêm một cái role, một cái quyền nữa là quyền user, chúng ta đặt tên thôi user hay admin đấy, thấy chưa. Thực ra cái này thì nếu mà làm theo đúng cái kiểu check hôm trước chúng ta học theo dạng authorize và từng hàm một đấy thì cũng không check kiểu này không nhỉ, chúng ta chỉ biết nó là user thôi, thôi cũng định nghĩa nó là user nhé, bạn để đây admin được làm sao nhỉ, hoặc if else nếu mà tài khoản admin chúng ta là admin, tài khoản user là user, nhưng trường hợp hôm trước chúng ta đang làm là chúng ta check theo user và cái bảng phân quyền đấy nhỉ, thì chỗ này chúng ta tập trung vào user hết, không phân biệt nó là admin hay là gì cả đấy nhỉ, trừ trường hợp là chúng ta có thể làm hai cái phân vùng, một cái phân vùng cho người cho khách hàng này, một phân vùng cho người quản lý chẳng hạn, thì có thể là hai cái API khác nhau đúng không, hai cái bộ xử lý API khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái role khác nhau để tránh trường hợp bị nhầm lẫn, và chúng ta sẽ lưu lại cái này. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại cái name này cộng với username nhỉ, name là cái này à, lưu xong rồi thì sau này nó sẽ có thông tin thôi. Đã, lưu sau này nó sẽ có thông tin. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái hàm khác. Bây giờ chúng ta sẽ có hàm này. Một cái hàm là check nhờ. Check client này. Nhờ.
Để nó kiểm tra chúng ta sẽ debug ở đây nhé, debug ở đây, mà debug ở đây xem nó chạy như thế nào, chúng ta xác định định hướng của nó nhá. À, debug ở đây nhá, debug ở đây kết hợp từng chúng ta thôi nhá. Đấy nhá, cái này là nó là lấy theo dạng kiểu kia đúng nhỉ, kiểu dạng là CPT, còn trường hợp này là chúng ta đang làm theo kiểu dạng của Owin thuần Owin startup nhá. Nó sẽ chạy, chạy thử nhá, cứ chạy thử xem nó vào đâu đã. Thì bắt buộc cái này chúng ta phải chạy code main đúng không? Chạy code main đấy nhé. Okay. Trường hợp này lấy API hôm trước đây đúng không nhỉ? Rất là ngon đúng không nhỉ? À lấy token này. Chạy rất là ok đúng không? Thì bây giờ chúng ta lấy theo kiểu thứ hai nha, chúng ta phải chạy cái gì đúng không nhỉ? Thì nó chính cái đường link token này các bạn. Để ra mình xem thử nhá. À, nếu đúng vào cái token này thì mình sẽ phải gửi từ cái username này đúng không, password này cộng với cái rest style và password thì lên, mà nếu này ok nhá thì nó sẽ được. Đây các bạn thấy là nó đang bị báo lỗi là cái resource đúng không, cannot be found, có nghĩa là không có đường link này. Thì cái đường link này không có tại vì chúng ta phải thêm vài cấu hình nữa và chúng ta đang thiếu một cái DLL, là chúng ta phải thêm cái DLL vào đây để chạy được cái web config này, này đúng không, thì chúng ta phải có một cái DLL. Cái DLL này thì nó sẽ là của Owin đấy nha. Đấy, chúng ta phải cài DLL đấy vào thì nó sẽ có một cái cấu hình, cái đường link nó khác một chút, tại vì chúng ta nhìn thấy là gạch chéo đây đúng không, lại có cái token nó không theo cái định dạng của chúng ta là ví dụ API đúng không, vào controller, vào action. Cái này nó gần như là một cái gì đặc biệt đúng không nhỉ, trường hợp đặc biệt. Thì cái này chỉ có cái Owin nó hiểu thôi, tại vì chúng ta đang sử dụng cái class viết theo Owin. Thì các bạn cài thêm cho mình cái thư viện này nhé, các bạn sẽ phải chuột đây chọn NuGet nhé. Các bạn gọi cho mình từ Owin nhé, gọi Owin này đây, thì bạn sẽ tìm vào phần host đây, Owin.host được chưa. Thì cái này chính là cái host, host chính là cái đường server đấy đúng không, đường link đấy. Đấy, máy chủ đấy, nên là có cái từ host này rất là quan trọng phải chưa. Thì các bạn sẽ cài cái system.host.system.web rồi ta sẽ intro này, set này. Đây nó sẽ có cái này nhà system web này, ở dưới này cái web thực phẩm trước chúng ta mà cũng muốn làm ấy, muốn làm API trên cái này luôn ấy, thì các bạn cũng cài cái đấy nhá, host system web nha, phải có cái này nó mới chạy được. Đây, thì chúng ta sẽ chạy thử lại cái web của API như này thì lấy token xem nó đã được hay chưa. À, chúng ta sẽ build lại nhá, chúng ta sẽ ok sẽ build lại đã. À, nó success rồi, chúng ta chạy thử lại cái postman là được. Đây chúng ta xem thử này. Đây, ok chúng ta đã thành công đúng không? Thì ở đây nó sẽ tự động cho chúng ta một cái access token, nó đường link như này, đường như này, à, một cái chuỗi như này. Cái kiểu token nó là bearer nha, bearer. Đấy. Đây, cái thời hạn của cái token này, thời hạn thì chúng ta đã set ở trên này rồi, đúng không? Cái thời hạn chúng ta set là thêm 10 ngày đây, đúng không? Thì các bạn có cái token này thì sau này chúng ta sẽ sử dụng cái token này để làm cái chìa khóa để vào cái server của chúng ta. Đấy thì các bạn để ý như này. Ok, đấy là chúng ta làm được nhá. Các bạn có thể debug ở đây. Nhá, debug ở đây. Thì khi mà cái token chúng ta nó đã có rồi ấy thì chúng ta dùng như thế nào đúng không nhỉ, chúng ta dùng như thế nào thì chúng ta sẽ dùng vào lúc nào ạ, thì chúng ta sẽ sử dụng vào lúc mà khi chúng ta get data. Đây chúng ta sẽ sử dụng lúc nào, đây chính một cái action của ta get data đúng không nhỉ. Đây chúng ta sẽ chạy thử nhá, mình sẽ vào đúng cái đường dẫn là API đúng không, data này, get này, và chúng ta chạy cái footman này. Đây API này, data này, get này, ấn send này,
thì nó truy cập bình thường thôi, tại vì chúng ta chưa có kiểm tra gì ở đây cái token cả nhỉ. Bạn thấy ở đây chúng ta chưa có kiểm tra gì ở nó cả. Đây, như thế này lấy được dữ liệu đúng chưa? Hoàn toàn nó không có kiểm tra gì trước khi mà chúng ta lấy dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta đang cần cái việc là mà bạn phải gửi cái token lên, đúng không? Máy chủ tôi check cái token của bạn ok thì tôi mới trả về dữ liệu cho các bạn. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải nhớ lại cái bài hôm trước thì chúng ta có một cái phần là authentication authorize ở trên này. Đây, chúng ta có một cái phần là check user login này này. À không phải cái này. Cái phần chúng ta kiểm tra nhân viên này đây. Bây giờ chúng ta phải nhớ lại cái này. Đấy, thì chúng ta cũng bắt chước đúng cái dạng này luôn nhé, cũng chúng ta bắt chước đúng cái dạng này. Đấy, thì chúng ta sẽ viết, nhưng mà nó sẽ khác một chút, đấy chưa, khác một chút về nội dung thì nó sẽ khác, nhưng mà cách sử dụng nó cũng viết như vậy. Nó cũng có một cái class là authorize, đấy chưa, để chúng ta có thể là kế thừa nó, và chúng ta ghi đèn cái hàm để kiểm tra. Đấy, thì các bạn viết cho mình cái hàm đây. À, chúng ta sẽ có một cái class check token nha, chúng ta thêm add một cái class check token đây cho mình. Được chưa? À, cái này nó sẽ kế thừa là authorize attribute. Cái hôm trước chúng ta là cũng authorize attribute nhá. Các bạn nhìn thấy nó giống giống nhau không? Đúng, hai cái giống nhau, tên giống nhau. Nhưng các bạn nhớ là cái này nó là của MVC nhá. Này. System.web.mvc. Được chưa? Nhưng cái bên này nó sẽ khác. Cái bên này nó sẽ là của system.web.http. Đấy các bạn, hai cái khác nhau nhé. Đấy các bạn để ý. Nếu mà để giống nhau là chúng ta không chạy được, đúng không? Cái này nó web API mà. Đấy chưa? Nó không phải web MVC. Đấy thì chúng ta sẽ dùng cái này. Để check token phải dùng cái này. Và cái hàm của nó cũng là on authorization, đấy nhỉ? Tuy nhiên cái chỗ này nó là HTTP action context. Bên này nó sẽ khác, bên này nó là authorize action context. Đây là hai cái khác nhau một chút, được chưa nhỉ? Rồi ok, chúng ta sẽ để sẽ đoạn code như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái user. À, đây chúng ta sẽ lấy user. Lấy thông tin. User. À các bạn hiểu là khi chúng ta đưa cái token lên server nhá, đưa lên server thì cái thằng server ấy nó đã phân giải, tự phân giải chúng ta là cái token kia là username là gì, đúng không, thời hạn còn hay không, thì cái đấy nó tự phân giải, thằng Google nó tự phân giải rồi thì chúng ta không cần nữa. Thì chúng ta sẽ có cái thông tin là name, là cái Google đấy, Google nó tự phân giải cái token của chúng ta để lấy dữ liệu là thông tin. Được chưa? Thì các bạn sẽ lấy đây. Được chưa? Chúng ta có để là username ở đây. Thì khi mà phân giải xong ấy thì nó sẽ đưa vào cái http current.user đấy nhỉ. Đây, .user này. Đấy, trong này nó rất nhiều thông tin đấy nhỉ. Đấy, rất nhiều thông tin. À, trong đó thì có cái thông tin là identity, chính là cái phần bảo cái phần quyền, à cái phần quyền đấy. Đấy nhỉ, quyền hạn đấy, chấm nêm. Đấy, thì khi sau có cái đấy rồi thì chúng ta làm cái gì, thì chúng ta giống hết buổi trước nhá, giống hết buổi trước. Nhưng mà bạn nhớ là đây là nó không check thúc, không check mật khẩu nữa, tại vì chúng ta đăng nhập một lần rồi mà. Đấy giờ đăng nhập một lần rồi và bây giờ nó đã định danh được là cái user đấy là gì rồi, đúng không? Ở bên này thì nó sẽ lấy theo section, đúng chưa? Chúng ta sẽ lấy theo section để chúng ta lưu vào section đấy. Thì chúng ta không không cần kiểm tra nữa, đúng không? Không kiểm tra mật khẩu nữa. Đấy. Thì chúng ta cũng làm tương tự như này. Đấy chưa? Chúng ta cũng kiểm tra tương tự này. Nhưng ở bên này mình chưa có database, đúng chưa? Chúng ta chưa có database thì thôi, mình cũng không check user nữa, không check quyền nữa. Còn cái việc check quyền thì nó giống hệt đây thôi, đúng không? Nó giống hệt đây. Đấy, trong giống hệt đây, kiểm tra quyền nó như này. Đấy chưa? Đấy, kiểm tra quyền. Thì bước thứ hai, đây mình sẽ đưa vào đây kiểm tra từ quyền ở dưới này nha. Thì cái này thì nó giống buổi trước đấy nhỉ, nó giống cái phần trước, thì cái này mình cũng không nói lại nữa mà chúng ta sẽ comment nó lại để nhắc cho các bạn nhớ thôi.
Thì bạn phải có, nếu mà chúng ta có cái database ấy thì chúng ta làm module ở bên này thì chúng ta cũng có cách check tương tự như vậy. Còn đây chúng ta check username đúng không nhỉ? Đã check username. Chúng ta check một cái username thôi, nếu mà không có username thì nó không có quyền truy cập đúng không nhỉ? Đấy, à không phải không có quyền mà chúng ta là cần đăng nhập đúng không? Hoặc là chúng ta ghi là token không hợp lệ chẳng hạn. Chưa? Đăng nhập vào mà token không hợp lệ thì chúng ta trả về luôn. Respond authorize này, unauthorize. Cái là lỗi. Cái lỗi này được mô tả là như thế nào? Bằng cái chuỗi JSON ở đây. Đấy nhá, chuỗi JSON đây. Chúng ta trả về cái chuỗi JSON này. Nhà chúng ta sẽ đưa nó về cái action respond này. Đấy, respond là trả về mà. Chúng ta sẽ trả về cái này. Ta có thể debug ở đây để chúng ta kiểm tra nhé. À đây mới là class thôi đúng không, mà chúng ta mới tạo ra class để check thôi. Thế dùng nó như thế nào? À dùng nó như thế nào thì các bạn quay lại cái phần data mà chúng ta ghét lúc nãy, các bạn để cho mình giống hệt cái phần check quyền ở phần MVC đấy chưa. Chúng ta sẽ có là check token đây đấy chưa, check token đây bạn để role nó chả để role nhá, để role mà user đi. Ups. À cái này quyền đấy đúng không, quyền là gì đấy? Đấy sau này chúng ta có bảng phân quyền rồi, giống như bên này này chúng ta có bảng phân quyền ở trên từng cái controller ấy thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy đây này đúng không. Chúng ta cũng để role là gì đấy, quản lý hay role là gì đấy để phân quyền cho nhân viên thôi mà, thì nó giống như vậy. Ở đây mình để cái phần user nhé thì các bạn thấy là chúng ta check user thôi đấy. Rồi chúng ta sẽ build lại và chúng ta sẽ chạy debug nhé để chúng ta xem nhìn nó vào thế nào. Ok mở Postman này thấy chưa, mình sẽ về cái truyền token lên ấy thì mình sẽ phải vào cái phần authorize này, tab authorize này thấy chưa, tab authorize này. Đấy. Bây giờ mình cứ ghét thử đã nha, xem nó báo gì này. Đấy, nó đang truy cập vào cái bảng check này rồi này. Giờ check token này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái name này, bằng null đúng không? Không có gì. Không có, bằng không có null ấy thì nó sẽ quay vào cái phần error response này. Đúng không? Trả về báo lỗi luôn. Đấy, báo lỗi luôn. Và token không hợp lệ. Thế là ok đúng không? Thế là được. Bây giờ mình có token thì mình truyền lên thế nào? Đúng chưa? Thì các bạn nhớ là phải lấy token trước nhá. À lấy token này. Ok các bạn copy cái này cho mình. Copy cái token này. Quay lại cái get lúc nãy, các bạn chọn cho mình cái type này và cái tag authorize nhá. Các bạn cho mình chọn cho mình cái bureau token nhá. Tại cái kiểu ở bên này nó là bureau token mà. Đây này, bureau này. Nhá. Thì bên này chúng ta cũng phải chọn là bureau. À hôm trước chúng ta có một cái là gọi là JVT-Bearer đúng không? Thì chúng ta phải chọn này. Nhưng mà thôi chúng ta dùng cái này dễ hơn đúng không? Bearer token này. Thì nó có một trường duy nhất thôi. Đó là cái chuỗi này. Thì các bạn dán nó vào đây. Thế là xong. Bây giờ bạn send này. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Cái name bây giờ nó đã xuất hiện là admin chưa? Đấy, xuất hiện admin. Thì đoạn này thì ok thôi, nó chạy bình thường đúng không? Nó chạy bình thường, vào hàm lấy dữ liệu bình thường. Đấy nhá, thì nó lấy dữ liệu bình thường. Đấy, thì tất cả những cái đấy thì hôm nay chúng ta đã xử lý xong. Thì chúng ta bị vướng một chỗ duy nhất, đó chính là cái phần thư viện. Thiếu mất một cái thư viện. Đấy nhá, thiếu mất một cái thư viện là host chấm web system web phải chưa? Ok, chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa về cái việc lấy token nha. Chúng ta sẽ mở cái phần word lên, mình nốt lại cho các bạn để các bạn nhớ được cho mình. Đây là get token của CFT nhá. Chúng ta sẽ xuống phần dưới nữa này. Token
phần 2 chứ đúng không? Phần 2 là get token của Owin. Đây là Owin nha. Đó, bước 1. Bước 1. Cài đặt thư viện. À, chúng ta cái cài thư viện rất là quan trọng đúng không? Để cài những cái gì chúng ta sẽ liệt kê ra ở đây. Đi Owin là một này đúng không, cái góc này Owin này, Owin hai là cái Microsoft Owin. Rồi, Microsoft Owin 3 Owin Core. Owin Core này là phục vụ cái việc mà cho làm ghép chéo server đấy. Mình có cho phép các server khác có ấy không, vào được không. Đấy chưa? Tiếp theo là host.log. Tiếp theo là cấu hình đường router đúng không? Cấu hình router. Cái này là phần cho phép truy cập chéo. Chéo. Tiếp là security liên quan phần bảo mật. Tiếp là này cũng là bảo mật nhưng mà bằng một phương thức khác, thấy chưa? Đấy, chúng ta phải cài vào này cái nhá. Bước 2. Chúng ta phải tạo cái file để trả về token. Được chưa? Đây, thì file thế. Mình sẽ mở lại cái file startup cho các bạn. Cái này thậm chí chúng ta copy cái code này ta để đấy nhé. Đây, copy lại code này. Được chưa? Bước 3. Bước 3 là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái tạo class và hàm check user. Ok. Đấy. Giờ thì nó chính là cái class này. Được chưa? Nó chính là class này. À, sẽ mình ghi lại và mình sẽ copy lại lần này nhé, cả cái file này luôn cho các bạn. Mình ghi lại chỗ này, tạo login và trả về token đúng không? Cái này mới là trả về token này. Đấy, cái này mới quan trọng này đúng không? Cái này chưa trả về nhá, cái này thì cấu hình thôi đúng không? Này để cấu hình dạng thấp cần, ok chưa, dạng thấp cần là đường link thấy thấp cần đúng không? Đấy, mình thì để đây cái chữ thấp cần này, ví dụ thấp cần hai chẳng hạn thì ok đúng không, chẳng vấn đề gì, thấy chưa? Cái này chỉ để cấu hình thôi, file startup để cấu hình thôi, còn file này này nó trả về thấp cần này, thấy chưa? Bước 4 nhá. Bước 4 là tạo file authorize nice. Để check token hay là hoặc là chính là kiểm tra phân quyền của user đấy theo đúng không? Đúng không? Chính là cái file hôm nay chúng ta đang học đấy nhỉ, đó chính là cái file check token ở đây. Làm check token này. Cái này mình mới check ấy thôi nhé. Mình mới check là ưu tiên có null hay không thôi, đúng không? Còn nếu mà check quyền ấy, check quyền thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái role đúng không nhỉ? This.role này này.
Đấy, chắc chắn luôn. Được truyền từ bên controller sang. Đúng chưa? Thì truyền chính cái phần sang controller này sang này. Đặt cái gì thì nó sẽ là cái biến như vậy, giá trị nó như vậy. Rồi chúng ta sẽ copy luôn cái này nữa. Bỏ thừa chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ có bốn bước như vậy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ mình sẽ dừng bài ở đây để chúng ta có thể thực hành nhé. Chúng ta sẽ lấy cái token tại Owin như là chúng ta sẽ sử dụng cái token đấy. Thì chúng ta sẽ tạo ra một project này. Bạn làm giống hệt mình nhé. Tạo ra một project API. Được chưa? Và tạo ra các file cần thiết như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước một. Chúng ta sẽ hướng dẫn nhau từng làm từng bước nhé.